Dạ bây giờ tôi sẽ chạy qua nhà ngư dân lấy thêm tôm cá nha, nghe nói là vẫn còn nữa. Trời ơi, mừng ơi là mừng. Ơi tôm phóc ơi, những loài tôm này là đang bảo vệ rừng ngập mặn nha, nó chỉ ăn lá cây thôi à. Hôm nay đủ duyên lành tôi phóng sanh được rất là nhiều bạn tôm phóc luôn. Và có cả cá hồng nhan, một loại cá kèo hồng đặc biệt. Ok các bạn ơi. Nha. Nước đang lên rất là tốt luôn á, các bạn tỉnh lại rồi đi nha. Còn cá chết hồi nằm ở đây đi, lấy cá ti ti ra xử hết. Ok. Hàng ngày phóng sanh như vậy giải cứu được biết bao nhiêu chúng sanh. Đây là niềm vui của Tây U nó quý vị. Vui quá là vui à. Chạy qua nhà ngư dân tiếp tục kiếm thêm cá nữa nè.